Hello, chào các bạn nha. Bây giờ nghỉ lễ không có làm clip chia sẻ cho các bạn được. Hôm nay mình làm một cái clip cũng hơi tổng hợp để mình nói là cái căn bản của cái điệu bolero, cách các bạn bấm hợp âm sao, đi hợp âm nào để cho nó hợp lý nha các bạn. Và những cái cũng bữa giờ là có nhiều bạn là cũng chưa có chơi được những cái một cái bài hát mà trong đó nó có nhiều cái hợp âm mà khi mà vào điệp khúc hoặc là trong phân đoạn nào đó mà nó hợp âm nó chèn hợp âm vào, gọi là trẻ hợp âm đó các bạn. Thì các bạn chưa biết chơi thì mình cũng nói sơ lược là bây giờ các bạn nên tập cho mình một cái nền trước. Cái nền có nghĩa là học cái intro, có nghĩa là cái câu dạo. Mình nói intro thực sự ra nó là cái câu dạo căn bản để làm chi, mình dạo để cho rồi mình mới dìu vào mình hát được. Còn không có câu dạo các bạn rất là khó khi mà các bạn thực hiện vào cái đầu bài. Thì cái câu dạo và intro căn bản của mình đó mà là mình cũng đã có post lên trên cái kênh của mình luôn rồi, và mình cũng đã có hướng dẫn luôn là cách là nhắc cái phân đoạn 1, chuyển từ phân đoạn 1 qua phân đoạn 2, từ phân đoạn 2 qua điệp khúc, rồi từ điệp khúc mình sẽ về cái phân đoạn cuối. Có nghĩa là bây giờ mình khuyên các bạn nên tập là tập theo cái nền. Cái nền là có nghĩa là tập theo cái khung sườn nha các bạn. Khi mà các bạn thực hiện được cái khung sườn nó ok thì bây giờ bạn lên mạng, bạn lấy điện thoại ra, bạn xả đập âm lên á, chẳng hạn như là trên các bạn là hợp âm Việt, hợp âm chuẩn gì đó, là bây giờ 100 bài hay bao nhiêu bài các bạn đều đần được. Vấn đề còn lại là ở trên đó để hợp âm nó có đúng và hợp lý hay không. Còn nếu nó trẻ nhiều thì mình trẻ thôi. Bolero mà nó là 4/4 nhưng mà khi mà hợp âm nó chèn vào ở giữa cái khuôn nhạc á thì nó sẽ còn có 2/4 thôi hai các bạn. Còn cái câu dạo chủ yếu là cái câu dạo đó chứ, mình dạo để mình chầu cho ta hát vào, đơn giản thôi, không có gì, chỉ ba hợp âm thôi, la thứ, rê thứ và mi bảy đó nha. Mình đã có để trên kênh mà hết rồi nha. Ví dụ kéo vô cái, chẳng hạn như mà giờ mình nói cái bài, ví dụ bài Đêm Mùa Tỉnh Lẻ đi, sau khi mình thực hiện mình dạo xong xuôi mình ngắt âm một cái, mình đừng có đờn nữa, rồi bắt đầu mình vô, ví dụ này đa lâu đó. Thì khi mà các bạn hát còn lại 2 chữ 3 chữ đó, thì mình dùng cái động tác cái tay này nè, thì la thứ thì chủ âm đó là dây năm, thì tất nhiên mà phải lấy cái ngón nhẫn ở cái ngăn năm này nè, dây năm này nè, mình kéo luôn, vừa hát vừa kéo, rồi để cái chữ cuối mình thả bass về, như vậy nó sẽ hay hơn là mình cứ đờn mãi đờn hoài, mình không có chịu ngư tiếng đờn các bạn ha. Nè đa lâu đó, chữ lâu mình kéo vô đi rồi mình thả bass về, như vậy nó sẽ hay hơn là mình ngồi mình đờn hoài ha. Đa lâu rồi nè đó, rồi cái hợp âm còn lại, hợp âm gì á, thì mình cứ đánh theo âm đó cũng được. Cái chuyện hợp âm đó là mình không có bàn tới ở đây. Mình thì mình không bao giờ mình xài hợp âm Việt hay hợp âm chuẩn gì hết. Nhưng mà hôm nay là để mình hướng dẫn chi tiết cặn kẽ cho mình đó, là mình sẽ lấy một cái bài, chẳng hạn như bài Đêm Mùa Tỉnh Lẻ này nè, mình ví dụ cho các bạn. Chẳng hạn như trong điệp khúc của nó, trong cái hợp âm Việt này thì nó trẻ hợp âm rất là nhiều. Khi mà trẻ hợp âm ra thì các bạn cứ nghĩ tính tới cái phương pháp đó là 2/4 thôi đó. Nếu như chơi được khúc các bạn muốn hay thì các bạn phải đánh qua xuống lên xuống này nè, xuống lên xuống, còn lại đó là đánh như nhau, đều là 3 chát hết, nó chỉ khác cái nè đó, cái tà ta rát này nó thay cho cái xuống lên xuống thôi, nó không có gì khác hết. Chỉ khác một cái là các bạn phải luyện tập
một ngày, hai ngày, ba ngày nó không có được, nó cần phải duy trì thời gian nhiều. Cái thứ hai nữa, các bạn muốn đánh một bài nhạc hay thì tất nhiên các bạn phải tập cho được cái hợp âm pha chưởng. Pha nè, pha chưởng nè các bạn. Thì bây giờ son có thể là mình sẽ không đánh cái thằng son chưởng này, son chặn này cũng được. Thì các bạn đi hợp âm son ba ngón cũng được ha. Đây là son ba ngón nè. Son ba ngón này á, thì giờ nó có hai thế bấm. Các bạn mới tập nó thường á, là thường hay có cái xu hướng là mình sẽ tập qua cái thế là 1 2 3. 1 2 3 mình nói đây là ngón 1, ngón 2 và ngón 3, là có nghĩa là ngón trỏ, ngón giữa và ngón nhẫn. Đây, thế này là thế 1 2 3. Thế 1 2 3 này bước đầu các bạn tập rất là dễ. Nhưng mà các bạn phải rất là khó khăn khi các bạn ao nó về những cái hợp âm khác, là chẳng hạn như là hợp âm chủ là la thứ hoặc là đô trưởng các cái. Thì tất nhiên cái thế này khi mà các bạn chuyển qua lại cái thế hợp âm bình thường lại, nó sẽ phá thế đi. Bấm thì rất là dễ, tại vì các bạn ngại không có bấm ngón út, không chịu tâm bấm ngón út thì cái đó cũng không ép, không ép đó. Nhưng mà được cái này thì phải mất cái kia đó mình. Rồi bây giờ nếu như các bạn thực hiện qua cái thế son mà dạy ba ngón, mà cái thế đúng của nó là cái thế là thế 2 3 4, có nghĩa là ngón 2, ngón 3 và ngón 4, là có nghĩa là mình phải sử dụng út á. Đây là thế 2 4. Cái thế này bước đầu á là mình tập sẽ rất là khó nha, và sẽ lâu hơn cái thế là 1 2 3. Nhưng mà cái hiệu suất và thành công chơi cho nó liền lạc á, là khi mà cái thế này đưa về hợp âm á là rất là dễ, tại vì lúc nào nó cũng có cái ngón trỏ này nè, nó chờ để mình đưa bấm về là mình bấm thôi. Tại ngón trỏ này nè, nó ở ngang một, nó đang chờ đấy. Từ son này mình vô đô là chỉ cần mình hạ dây xuống một cái mình đưa qua, hoặc là từ pha, thí dụ từ pha trưởng các bạn đưa qua cái thế son 2 3 4 này cũng dễ nữa, nó rất là dễ. Thì cái đó là mình chỉ nói, mình tư vấn thôi. Còn các bạn thích cái thế nào thì các bạn cứ tập cái thế đó. Nhưng mà cái hợp âm pha chưởng này là phải tập, không thể nào mà mình né nó được hết. Có nhiều bạn né cái hợp âm pha chưởng này xuống là cái hợp âm pha tắt. Đây là cũng pha chưởng mà là pha tắt nha, thì nó chặn chỉ có hai ngón này thôi. Thì cũng chấp nhận đi, thời gian đầu mà mình tập cái này rồi. Nhưng mà có một số bạn lại không có bấm pha chưởng này, sợ chặn hai ngón này đau quá chịu không nổi, thì là chỉ còn bấm là cái ngón trỏ này chỉ còn bấm một cộng dây 2 thôi. Đây rồi, thì mình nói các bạn nghe, cái này không phải pha chưởng ha, này pha mixer đó chứ không phải pha chưởng, tại vì nó không có bấm vô cái cộng dây 1, nó chỉ có là 4 3 và 2 thôi. Thì mình ngộ nhận thôi, mình bấm như vậy để cho chi không, cho nó lẹ đó. Chứ thật chất ra khi mà các bạn điểm hát, mà các bạn chơi cái dòng nhạc trữ tình, cái hợp âm này nó không phù hợp. Cái dòng này là những cái dòng trẻ mới, rồi những cái mà đánh nhạc blue đồ đó, nhạc mới thì sao nó sẽ sử dụng cái pha này nha các bạn. Bèo lắm thì các bạn cũng phải là chặn được hai ngón như vậy thì nó mới là pha chưởng. Mà về lâu dài thì các bạn phải đưa lên thôi, phải tập được hợp âm pha chưởng này. Chứ bây giờ mà không có cái thằng pha này á, là nó thiếu rất là nhiều cái trong cái hợp âm. Chỉ có một trường hợp một khả kháng thôi, là mình sẽ bỏ qua pha chưởng, là những cái anh chị em lớn tuổi quá, tay yếu, nhu cầu không cần thiết thì mình sẽ bỏ đi. Còn bình thường các bạn còn trẻ, còn sức thì các bạn nên tập thêm cái hợp âm pha này. Đây là hợp âm là rất là hay trong cái bộ là tông la thứ nha các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói lại cái điệp khúc. Chẳng hạn như bây giờ mình sẽ lấy một cái điển hình, cái bài demo tính lẻ này là mình sẽ lấy cái hợp âm Việt ra để mình giải thích cho các bạn ha. Các bạn coi nè. Những trẻ rất là nhiều luôn. Chẳng hạn như là mưa nè. Mưa rơi từng đêm mới lên pha. Rồi, mưa triền miên, nó về đô, trên đồng khuya,
tỉ lại là xuống rê. Rồi lòng ai thương nó lên mi bảy, nhớ vô biên nó về la lại. Nó chỉ một, nó chỉ có một đoạn nhỏ như vậy thôi mà nó đưa mầm vô quá trời. Thì bây giờ nếu mà các bạn muốn đánh theo nó cũng được, nhưng mà cái cách trẻ của nó nãy mình nói rồi nè, khi mà trẻ hợp âm á là xuống lên xuống bùm chuyển, xuống lên xuống bùm chuyển thôi. Mình đã chuyển qua 24 rồi đó, gần như là giống như ba lát luôn rồi đó. Còn nếu như các bạn vừa được khúc mà các bạn không có đánh xuống lên xuống thì ha, mình đang nói các bạn đánh bình thường á thì nó sẽ là bùm tờ ta rát bùm chuyển tờ ta rát bùm chuyển, nó đơn giản lắm. Bây giờ á cho nó trẻ hết bài luôn cũng được, chẳng hạn như giờ mình sẽ đánh tờ ta rát cho các bạn coi nè, vô được khúc nó chuyển nè nè nè. Khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Đó các bạn, tờ ta rát bùng chuyển, tờ ta rát bùng chuyển, nó đơn giản ha. Còn bây giờ nếu mình đánh theo kiểu mà xuống lên xuống thì nó cũng vậy thôi, xuống lên xuống bùng chuyển thôi nè. Nè giờ nó trẻ bao nhiêu thì mình cũng chiều nó hết luôn ha. Ví dụ nè, thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắng hoen sầu không nói nên câu ra từ. Xuống lên xuống bình chuyển, xuống lên xuống bình chuyển nè. Mong anh mong làm sao cho tình duyên còn nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Đó, cứ xuống lên xuống bùm chuyển các bạn. Xuống lên xuống bùm chuyển, xuống lên xuống bùm chuyển thôi, nó rất là đơn giản ha. Đó, mình nói vậy đó, rồi các bạn đánh nếu mà đánh rải á thì tờ ta rát bùm chuyển, tờ ta rát rồi bùm rồi chuyển thôi. Đó. Còn các bạn nếu như đơn tay, các bạn đờn tay các bạn móc, ví dụ móc đi à. Đây là cái boro móc nè. Mưa rơi từng đêm mưa chiền miên đó. Khi mà các bạn móc tay như vậy á thì là cú pháp của nó sẽ là 3 2 1 2 chuyển, 3 2 1 2 chuyển nha các bạn. 3 2 1 2 chuyển nè, 3 2 1 2 chuyển, 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 đó là 24 đó ha. Mình đánh cho các bạn coi nè ha. Mưa rơi từng đêm mưa chuyển miên trên đồng khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Đó, 3 2 1 2 chuyển, 3 2 1 2 chuyển, đó là mình móc, đánh móc tay á. Mình đã chỉ cho các bạn là ba phương pháp. Bây giờ nó có trẻ hết một bài đi nữa các bạn cũng đánh theo cái kiểu đó, thì nên nhớ là các bạn phải tập cho được âm pha chữ nha. Rồi cho mình đã có cái khung sườn rồi, bây giờ mình search lên hợp âm trên mạng thì bài nào mình cũng đánh như nhau theo cái khung sườn đó mà mình đánh thôi. Đường xương đi chiến tàu hoàng hôn, chiến tàu hoàng hôn cũng vậy, vô được khúc nó cũng trẻ, nó cũng trẻ thì mình cũng là xuống lên xuống bầm chuyển nha các bạn. À, xin lỗi các bạn nha, tại giờ thời tiết nó nóng lắm cho nên mình thâu quá clip đó, mình phải tắt hết cái quạt cho nên các bạn thấy mồ hôi rất là chảy, rất là nhiều, chảy rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn cố gắng làm clip mình chia sẻ cho các bạn. Bây giờ mình nói bài chiến tàu hoàng hôn đi, vô được khúc nó cũng trẻ nè, à, trẻ nè. Bây giờ mình cũng là thực hiện là xuống bùm chuyển. À.
lăng trong đêm khuất xa rừng đến đầu về. Đó, mưa thu bay bay sẵn xe lòng được vài ngày. Các bạn thấy không, cứ xuống lên xuống bùm chuyển ha, xuống lên xuống bùm chuyển vậy thôi. Còn các bạn là đánh móc ta là nhớ là bát 3212 chuyển nha nè. Xe lăng trong đêm khuất xa rừng biết đâu tìm, mưa thu bay bay sẵn xe lòng ước vài ngày. Đó, bát 3212 chuyển đó là đảm bảo các bạn sẽ chơi được những cái bài nó gọi là có tính chất nó khó, khó như là nó kẻ âm này thôi nha các bạn. Rồi các bạn chơi quen rồi, hiện nãy giờ mình đang nói vấn đề là chỉ có ba ngăn này để mình lui về thôi ha, mình không có nói lấn xuống những hợp âm chặn này. Thời gian các bạn chơi quen thì các bạn nên tập luôn cho mình cái hợp âm này nè, son nè, đúng không, son trưởng nè. Rồi mình sẽ nhấn xuống cái ngăn năm này luôn, la thứ, la chặn luôn. Đó, la chặn rồi bắt đầu mình sẽ xuống nè, rê chặn luôn. Đây, rê chặn luôn. Để sau này ví dụ mình có những cái bài mà nó hay, nó cao trào, hoặc là mình chuyển đổi một cái điệu khác, chẳng hạn như là bebop, disco, cha cha gì đó, thì mình chơi những hợp âm dưới đây nó sẽ hay hơn là hợp âm lót này. Mình phải đa dạng. Rồi xong xuôi rồi, tới cái bước kế tiếp là mình sẽ trộn hợp âm luôn các bạn. Nhưng mình hay đánh á, là mình hay trộn ha, mình sẽ trộn hợp âm đó, mình sẽ pha trộn cho các bạn coi ha. Ví dụ như là mình là bắt đầu mình sẽ nói lại tiếp bài đi một tỉnh lẻ ha. Mưa mưa rơi từng đêm, mưa chiến miên trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô đó. Là nói về cái khi mà các bạn quá quen rồi các bạn mới tập tiếp nha, còn các bạn là chưa quen thì thôi, mình không nên, mình chỉ cần ở cái ngưỡng ở đây mình đánh như là đã ok rồi, là mình đã thỏa mãn rồi các bạn. Tùy theo thời gian cấp độ mình chơi mình tập thôi, chứ không cần phải gấp chơi đàn guitar này, nó không nên gấp. Nhờ mình khuyên các bạn là không nên học theo bài, tại vì các bạn học theo bài á, là các bạn không có hiểu gì hết. Các bạn học cái bài này xong qua bài khác các bạn sẽ học tiếp học mãi thôi, rồi từ từ tới cái bài đầu tiên các bạn sẽ quên đi. Các bạn phải nên học cái khung sườn nha các bạn. Ngoài cái chia sẻ ở trên đây cho các bạn, các anh chị em ở xa không có điều kiện thì mình vẫn là mở cái lớp mình dạy, là cái lớp guitar thực chiến này tại ngay cái tiệm đàn guitar của mình, đó là Dũng Guitar số 49 Nguyễn Thị Thực, phường 2, quận 3, thì mình sẽ dạy trực tiếp ở đây. Các bạn nào có điều kiện tới học trực tiếp thì nó sẽ lẹ cực kỳ, còn ở trên đây là mình sẽ cố gắng mình chia sẻ hết khả năng, các bạn cứ coi hiểu được bao nhiêu thì hiểu thôi nha các bạn. Thôi thì video này mình cũng chia sẻ các kinh nghiệm để cho các bạn mới tập chơi thôi. Cảm ơn các bạn nha.